Sau đó chuyên xin chào tất cả các bác đam mê săn bẫy chim đơn trên toàn quốc nha. 2 tháng nữa là đến mùa vạt rồi các bạn. Thì hôm nay nhà em làm xong một lô lưới này, cũng chuẩn bị bán cho các bác khách lẻ. Các bác khách lẻ cũng đặt tương đối là nhiều rồi. Còn các bác khách buôn thì đặt từ sớm rồi các bạn. Các bác khách buôn thì chưa làm xong được, tại vì các bác khách buôn đặt rất nhiều. Thì hôm nay em giới thiệu với các bác về cái mặt hàng lưới bẫy vạc này. Đối với dòng lưới bẫy vạc này thì nó có rất nhiều loại lưới các bạn. Nhưng chủ yếu là anh em mình đánh mắt 12, sợi 20, hàng cao 8m4. Và hàng đối với hàng nhà em nhá các bạn nhá. Hàng này là hàng biên xanh các bạn nhá. Hàng biên xanh hay mọi người quảng cáo là lưới Thái đấy. Nhưng thực tế ra em cũng xin nói các bác này, em chia sẻ thật với bác. Đây nó là hàng loại tàu, hàng loại cao cấp, tàu cao cấp nhá các bác nhá. Toàn bộ chân lưới này, toàn bộ chân lưới em sẽ dở ra cho các bác xem. Toàn bộ chân lưới này toàn bộ là dệt đi đôi các bạn, nó đi hai sợi thì nhằm cho cái sợi biên của mình không bao giờ sợ đứt này các bạn. Đấy, riêng sợi biên này không bao giờ sợ đứt nha các bác nhá. Đấy, khi anh em căng lưới lên, tại vì dòng này, dòng lưới vạc này nhà em chỉ thắt một đầu thôi mà. Tại sao không thắt hai đầu? Bởi vì thắt hai đầu khi vạc đàn vạc vào nhiều không thể rúm được lưới. Đây các bác nhìn này. Đấy, đây là mối thắt này, lên đến đây. Đấy, đây là toàn bộ là hai sợi nhá. Biên của nó, biên trên biên dưới toàn bộ là đi hai sợi. Nên là hàng này cực chắc chắn. Lưới vạc này nhà em thắt đúng theo yêu cầu của các bác nhá. Khi các bác yêu cầu thắt ví dụ là 8 mắt, 9 mắt, 10 mắt, các bác yêu cầu nhà em thắt nhiều em thắt đúng như vậy. Còn thắt như nhà em thì nhà em đã thắt đúng tiêu chuẩn rồi, đủ độ tàng hình cho lưới và không bị tối thịt quá. Các bác đánh vạc thì các bác biết rồi, nếu mà thắt nhiều thịt quá thì sẽ không đánh được con vạc. Bởi sao? Bởi vì con vạc nó cực kỳ tinh, thắt nhiều thịt quá thì nó sẽ bị tối lưới, còn thắt ít thịt quá thì nó sẽ trèo mất. Nên nhà em thắt là độ trùng độ túi là tương đối là ok. Và hàng này là hàng cao 8m4. Khi anh em đánh nhá, anh em phải đánh cọc 4m5 đến 4m8 đến 5m thì anh em mới đánh được. Còn đánh cọc thấp quá thì lưới nó lại sát đất quá. Khi anh em đánh lưới vạc này, ít nhất căng ít nhất cách mặt đất khoảng 80cm thì con vạc vào sẽ chìm xuống. Chìm xuống là nó chạm tới đất là vừa các bạn. Không nên căng trùng dưới đất quá. Căng trùng dưới đất quá thì chim nó xuống ví dụ là nó sẽ vẫy cánh thì nó sẽ mở được lưới ra, mở được túi ra và nó sẽ bay mất. Đấy, chia sẻ với anh em cách đánh luôn. Còn cái dòng lưới vạc này nhà em nhận làm theo yêu cầu. Bác nào cần yêu cầu làm như thế nào cứ liên hệ trực tiếp, alo trực tiếp cho bọn em. Nhà em sẽ làm theo đúng yêu cầu của các bác. Bác nào cần dòng lưới vạc cứ alo trực tiếp cho em. Số điện thoại em sẽ để bên dưới video cho chủ động liên hệ. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Xin cảm ơn các bác, xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác video lần sau.